Cuộc chiến giảm giá xe điện, những tác động toàn cầu. Doanh số bán xe điện ở Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2022. Dù thị trường ô tô rộng lớn hơn ở nền kinh tế lớn thứ nhất thế giới này đã bị sụt giảm, Tesla vẫn giữ vững ngôi vị số 1 về thị phần xe điện. Nhưng khoảng cách dẫn đầu đang thu hẹp khi các hãng xe truyền thống tung ra hàng loạt mẫu xe điện mới để cạnh tranh. Các chuyển động của thị trường ô tô phản ánh sự cạnh tranh mới chớm nhưng đang nóng lên trong lĩnh vực xe điện, vốn còn là một phần rất nhỏ. Hiện nay mới chỉ chiếm khoảng 5,8% tổng lượng xe bán ra năm 2022 ở Mỹ của thị trường ô tô rộng lớn hơn, nhưng đang được các lãnh đạo của các hãng xe nhắm tới như là một cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng của ngành này. Có thể bạn chưa biết, giám đốc điều hành Toyota, ông Akio Toyoda, người đã lãnh đạo công ty kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đã tuyên bố từ chức vào ngày 1 tháng 4 tới đây trong bối cảnh áp lực gia tăng khi ngành ô tô chuyển sang xe điện. Tôi cần lùi cho người trẻ làm xe điện. Thông báo này cũng báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Toyota toàn cầu đối với xe điện. Tuy nhiên, chi phí ngày càng tăng của vật liệu lithium và các khoáng chất pin khác đã buộc các hãng xe phải tăng giá xe điện cho đến khi Tesla tạo dấu ấn bất ngờ trên thị trường gần đây. Tesla thách thức các đối thủ bằng việc giảm giá trên toàn cầu. Hẳn bạn cũng đã quen thuộc với cái tên Tesla. Hãng xe đã thiết lập được vị thế trên thị trường toàn cầu. Tesla bán hơn 522.000 xe điện tại Mỹ trong năm 2022, tăng 48% so với tổng số lượng xe được bán ra năm 2021, theo số liệu từ Motor Intelligence. Nhưng khi nhu cầu bắt đầu giảm vào nửa cuối năm, đặc biệt tại Trung Quốc, Tesla đã giảm giá bán. Đây là một hành động đa mục tiêu. Nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley đã có báo cáo việc Tesla giảm giá khiến tất cả các loại xe điện và xe động cơ đốt trong khác trông ngày càng đắt đỏ hơn, khiến bên lợi nhuận bị nén lại và cũng khiến thị trường ô tô đã qua sử dụng trở nên lạnh nhạt. Theo sau tuyên bố giảm giá từ Tesla, Ford đã thông báo giảm giá bán một trong những mẫu xe điện bán chạy nhất của mình, Mustang Mach-E. Cùng lúc, VinFast cũng bất đắc dĩ tham gia vào cuộc đua giá trong bối cảnh nhà sản xuất xe điện Việt Nam vừa đặt chân đến xứ sở cờ hoa. Theo đó, hãng xe hơi Việt Nam của chúng ta VinFast đang đối mặt với thách thức cao ngất khi hãng xe Tesla giảm giá các dòng xe điện của họ lên tới 20%, khiến các mẫu xe điện VinFast gần như không có lợi thế cạnh tranh tại Mỹ, theo một số chuyên gia. Trong bài viết có tựa đề "Hãng xe VinFast của Việt Nam muốn thách thức Tesla trên sân nhà của Tesla", nhà phân tích John Mueller của trang mạng Axios cho rằng VinFast đang chật vật lấy đà ở thị trường Mỹ sau những bước đi sai lầm ban đầu và cuộc chiến giá xe bùng nổ. Các mẫu xe VF8 và VF9 có giá bán khởi điểm lần lượt ở Mỹ là 59.000 đô và 83.000 đô la. Trong khi đó, mẫu cơ bản của Tesla là mẫu Y đã giảm giá từ 65.990 đô la xuống còn 52.990 đô la. Trong khi đó, theo đạo luật giảm lạm phát của Mỹ, do xe của VinFast là xe nhập khẩu, nên người mua các mẫu xe điện của họ sẽ không được hưởng khoản tín dụng thuế liên bang là 7.500 đô la, tức là được khấu trừ 7.500 đô la tiền thuế trong năm mua xe đầu tiên. Điều này càng khiến cho xe của VinFast gặp bất lợi trước Tesla. Vốn sản xuất xe ở nước Mỹ, nên người tiêu dùng xe Tesla được hưởng khoản tín dụng thuế này. Cuộc chiến giá cả này có nguy cơ bóp nghẹt kế hoạch xâm nhập thị trường Mỹ của VinFast, ngay cả khi họ vừa mới phải bắt đầu. Đây là nhận định của bài phân tích. Cũng theo bài báo, dẫn lời người phát ngôn của VinFast cho biết, với tư cách là thương hiệu mới nhảy vào thị trường Mỹ, khi các thương hiệu khác giảm giá bán, chúng tôi phải suy nghĩ ra các cách khuyến mại để đảm bảo tính cạnh tranh của VinFast. Hành động cụ thể là VinFast công bố giảm 6.500 đô la cho mẫu VF8, mẫu SUV điện cỡ trung. Chưa dừng tại đó, vào cuối tháng 1, VinFast cho biết đang tiến hành hợp nhất các hoạt động tại Mỹ và Canada thành một đơn vị kinh doanh duy nhất. Và gần đây, như tờ Reuters đã đưa tin, VinFast đã lên kế hoạch cắt giảm một phần lực lượng lao động tại Mỹ. Hiện chưa rõ có bao nhiêu việc làm sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tái cấu trúc tại Mỹ của VinFast. Phản hồi sau màn trình làng của VinFast tại xứ sở cờ hoa, VinFast cho biết đã nhận được 65.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu cho các mẫu xe điện SUV là VF8 và VF9. Họ
cũng đã có chuyến tàu xuất 999 chiếc xe đầu tiên đến Mỹ vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn về xe hơi, nhiều người đặt hàng đầu tiên đã bày tỏ sự thất vọng. Nguyên nhân là do lô hàng VF8 đầu tiên có pin nhỏ hơn mong đợi và tầm lái chỉ 179 dặm cho mỗi lần sạc đầy. Nhiều người mua xe điện của VinFast ở Mỹ hiện đang muốn hủy đơn hàng hay bán lại cho người khác trên mạng xã hội hay các nền tảng khác cùng với những ưu đãi về du lịch. Bài phân tích của John Mueller trên mạng Axios cho biết, bài viết này nhắc đi nhắc lại là mặc dù VinFast chỉ mới sản xuất xe hơi được 3 năm, nhưng họ đã bắt tay vào xây dựng nhà máy đầu tiên ở bang North Carolina trị giá 2 tỷ đô la và đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Với nguồn lực gần như không giới hạn của người giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, VinFast nhắm tới thay đổi ngành ô tô toàn cầu với toàn bộ mẫu xe của họ là xe điện và mô hình cho thuê pin đầy sáng tạo, mặc dù chương trình này chưa thành hiện thực, bài phân tích viết. Cơ hội nào cho hãng xe Việt Nam vươn tầm? VinFast là người chơi mới trên thị trường xe điện, phải tiếp thị và bán xe trên thị trường quốc tế. Công ty đã đạt được bước chân đầu tiên khi đưa 999 chiếc xe điện cập cảng bờ Tây của nước Mỹ để bàn giao cho khách hàng. Dù cho có năng lực thực thi nhanh chóng, giao xe ICE động cơ xăng sau 2 năm, ra mẫu xe EV xe điện đầu tiên sau 4 năm, bán xe tại thị trường Mỹ sau 5 năm, nhưng ngành xe điện vẫn quá mới mẻ đối với một tập đoàn với cốt lõi là bất động sản như Vingroup. VinFast cũng nêu ra ít nhất 16 rủi ro khi hoạt động tại thị trường nước ngoài, kèm theo lưu ý không giới hạn, cạnh tranh với các đối thủ tiềm lực mạnh mẽ hơn, chi phí phát triển và phân phối tại nhiều quốc gia, pháp lý, các rủi ro về kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng, mạng lưới tiếp thị, biến động ngoại tệ, v.v. Nhưng khoan hãy nói về các yếu tố kinh tế vĩ mô phức tạp. Việc buộc phải tham gia vào cuộc chiến về giá sẽ làm sụt giảm đáng kể biên lợi nhuận vốn đã âm nhiều của VinFast. Khả năng đạt được lợi nhuận của VinFast chỉ có được khi công ty chạm kế hoạch doanh số và tăng cường sử dụng năng lực sản xuất của mình. VinFast có thể không bao giờ trở thành một cái tên quen thuộc ở Mỹ, nhưng trong quá khứ, các nhà sản xuất xe ô tô không phải là Mỹ khác như Hyundai và Kia đã nhanh chóng phát triển từ cái tên vô danh để trở thành những người chơi quyền lực nhất nước Mỹ. Vậy tại sao VinFast không thể làm được? Theo bạn thì sao? Có cơ hội nào cho hãng xe Việt vươn tầm hay không? Chúng ta cùng hy vọng về một câu chuyện tốt đẹp đối với VinFast tại Mỹ và có thể nở may nở mặt nếu VinFast thành công tại Mỹ. Đó là mong muốn của tất cả những người tiêu dùng Việt Nam, phải không nào? Còn theo bạn thì bạn nghĩ như thế nào về chủ đề này? Tôi hy vọng rằng chủ đề này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và cuộc chiến giảm giá xe điện với những tác động toàn cầu chắc chắn sẽ có lợi cho người tiêu dùng, đặc biệt những người quan tâm tới năng lượng xanh và quan tâm tới việc bảo vệ môi trường. Xin cảm ơn tất cả mọi người.